lên chút coi. Đủ rồi, tụi em cũng nóng lắm chứ bộ. Tại sao chị lại bắt tụi em phải quạt cho chị như vậy chứ? Chị Mimi nói đúng, mấy cái đứa này thiệt là truyền thống của chúng ta là các em nhỏ phải biết tôn trọng anh chị lớn. Mà trong ba chị em mình, người lớn nhất chính là chị, không phải hay sao chứ? Hai đứa đó, tất cả những gì học được ở trường đều trả lại cho thầy cô hết rồi hay sao hả? Trần sắp cho nói điều đó hay sao? Không cần phải tìm nữa đâu. Tiếp đi, những điều cần biết chị vừa dạy cho các em hết rồi. Thôi đi, chị chỉ lỡ dẫn chuyện thì có. Các con ơi, mau ra đây đi. Kỳ lạ ghê, giọng của ba nghe không giống như là có mua đồ ăn vặt cho tụi mình đâu. Ba Bi à, em ra xem thử coi sao đi. Em biết rồi. Nhớ kỹ nghe chưa, nếu có đồ ăn vặt thì phải cho chị biết đó. Mi Mi còn chờ gì nữa, tiếp tục quạt cho chị đi chứ. Wow, dễ thương quá à, dễ thương thiệt. Trong hộp có gì vậy ba? Nè các con, mau qua đây đi. Wow, một con mèo. Bà nghe thấy có tiếng kêu nên đã đi ra coi thử. Sau khi kiểm tra một vòng thì thấy cái hộp này ở trước cổng nhà của mình. Thấy sao nè, nó dễ thương có đúng không? Dạ. Mấy cha con ngồi đó làm gì vậy? Làm ơn mang cái thứ hôi hám này đi đi giùm cái. Sao lại mang về không biết nữa. Hey, sao em lại nói vậy? Trên người của nó đâu có mùi hôi gì đâu. Mà nuôi mày cũng rất tiện nữa chứ. Nó có thể bắt được chuột á. Mày đang làm cái gì vậy hả? Nè, có leo xuống hay không? Mày leo xuống. Bắt được rồi. Mày dám leo lên đầu của tao ngồi hả? Anh nhìn đi, bên nó cho cố vô để nó leo lên đầu của em ngồi kìa. Với lại con mèo nhỏ xíu như vậy thì làm sao có thể bắt được chuột kia chứ. Chuột bắt nó thì có. Ông Sa, anh có nhớ cái vụ cha Đu mang về con gà nhưng thực ra là một con đà điểu hay không? Lỡ như nó không phải là mèo mà là một con cọp thì sao? Không phải đâu, nó chắc chắn là mèo mà bà xã. Ở cái này thì anh có thể đảm bảo. Em nói không là không, lập tức mang nó đi quất mắt em. Nhưng bà xã à, mấy đứa nhỏ nhà mình rất thích nó. Mẹ đồng ý đi. Tại sao mẹ của con lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hả? Con nói cái gì? Dạ, mình có thể cho nó ở ngoài sân được mà mẹ. Chứ nó còn nhỏ như vậy mà đem bỏ thì tội nó lắm. Chuyện này đúng đó mẹ, nó chỉ là em bé thôi mà. Nhưng nếu như vậy thì... Mẹ ơi. Ơi, ba bị. Mẹ giữ lại nó đi. Con với các chị sẽ cho nó ăn và tắm rửa cho nó. Chứ giờ mà đuổi nó đi thì tội lắm á mẹ. Ba bị à. Nếu như mẹ vẫn kiên quyết muốn mang em ấy bỏ đi, vậy thì con sẽ trở nên xấu xa và sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Từ giờ con sẽ không làm Barbie ngoan ngoãn nữa. Mà sẽ giống như chị cha đâu. Ê, rồi mẹ đồng ý. Nhưng từ giờ con đừng nói vậy nữa nghe. Dạ. Mẹ sẽ ghi lại để lần sau xài. Sao em có thể học mấy cái không hay ho chút nào vậy? Nhưng mà nó sẽ không được phép xuất hiện ở trong nhà. Cả bốn người phải tự phân công nhau chăm sóc cho nó thật tốt. Mẹ sẽ không làm gì cho nó hết. Mấy cha con có hiểu chưa? Dạ. Đúng rồi. Dễ thương quá đi. Em thấy chơi bóng vui quá chừng luôn. Em ấy thật sự rất dễ thương. Chị ơi, chúng ta đặt một cái tên cho em ấy được không? Đúng rồi ha, phải lấy cho em ấy một cái tên ngầu thiệt là ngầu luôn. Một cái tên mà khi vừa nghe qua lũ chuột phải run rẩy trong sợ hãi. Tom thì sao ta? Cha Đu, em ấy là con gái nên phải đặt tên dễ thương. Em mới nghĩ ra một cái tên Marie Antoinette dễ thương nè. Antoinette cái gì chứ? Tên Tom nghe hay hơn nhiều. Marie Antoinette mới là hay nhất. Chị ơi, em là người đã năn nỉ mẹ để chúng ta được giữ em ấy. Vì vậy em sẽ đặt tên cho em ấy. Đúng không mèo con? Đúng rồi ha. Những gì Barbie nói nghe cực kỳ hợp lý. Vậy chuyện đặt tên cứ giao cho Barbie đi. Em định lấy tên gì?
Vì em ấy có bộ lông màu vàng cho nên tên em ấy là màu vàng. Hay sao hả? Màu vàng. Em thích cái tên này không? Được rồi, tuy cái tên nghe hơi kỳ nhưng miễn là Barbie muốn thì chúng ta sẽ gọi là màu vàng. Các con đang làm cái gì vậy hả? Trời ơi, mẹ đã nói là không được phép mang nó vô nhà rồi mà. Trời ơi, mang nó ra ngoài mau lên, không thấy nó vừa dơ vừa hôi nữa hay sao? Nhưng màu vàng đâu có dơ đâu mẹ, em ấy cũng không bị hôi luôn. Màu vàng hả? Màu vàng là tên của nó hay sao? Cái tên màu vàng này nghe qua cũng dễ thương à hen. Má, nhưng dù tên có đẹp hay không vẫn là không. Lập tức mang nó ra ngoài cho mẹ, mau lên. Chuyện gì? Không được đâu màu vàng ơi, mau xuống đây đi. Mày lại chán sống nữa rồi sao? Sao em cứ leo lên đầu mẹ chị chơi hoài vậy, màu vàng? Không sao đâu, ở ngoài sân cũng tốt mà. Ngoài này rộng, em có thể tha hồ chạy nhảy luôn. Góc bên kia chính là vườn rau của mẹ đó. Em muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng đừng có qua tới bên đó nha. Ôi trời ơi, ở của tôi, rau diếp của tôi. Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Mấy đứa nói đi, đứa nào đã làm rối tung vườn rau của mẹ như vậy hả? Nói mau lên. Không phải con làm đâu mẹ ơi. Em cũng không phải là con. Tụi con sẽ không bao giờ làm rối tung vườn rau của mẹ lên như vậy đâu. Vậy có nghĩa là là màu vàng. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Màu vàng ơi, mau chạy đi. Cái đồ phá hoại. Bây giờ tao sẽ đem mày ra trại tập trung động vật luôn. Cho kỹ nha màu vàng. Bọn chị thật sự rất yêu quý em đó. Nhưng nếu như em muốn sống cùng với mọi người thì phải tuân thủ những nội quy ở trong nhà chị. Đúng vậy, trong nhà mẹ chính là bà chủ lớn nhất luôn. Vậy cho nên từ giờ em phải cư xử thiệt đúng đó, có biết chưa? Tao mà tìm được mày là mày sẽ biết tay tao đó mèo con. Ủa? Dạ, xin hỏi ai ạ? Đàn Hy An ạ. Mẹ mới lên hả? Tại sao mẹ lại không gọi cho con trước chứ? Mẹ lên thăm con gái của mình cũng phải báo trước hay sao? Sao đây, vậy mẹ đi về nghe. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Con rất vui khi mẹ lên đây chơi. Đàn Hy An à, những ngày khó khăn của con đã qua rồi. Dạ, mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Thì hai ngày trước, khi mẹ đang làm việc ngoài đồng cỏ, đột nhiên cuốc của mẹ đụng trúng thứ gì đó rất cứng. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ đó là một tảng đá, nhưng mà ai ngờ mẹ tìm thấy vàng. Đó cũng chính là số vàng này nè. Trời đất ơi, đây thật sự là vàng mà mẹ đã đào được hay sao? 50.000, 100.000, 150.000, 1 triệu quá. Sao mẹ không ở lại ăn tối mà đã đi về rồi? Thôi không cần đâu, mẹ lên thăm cháu gái và cháu trai của mẹ sao? Nhưng mà Nan Hy An nè, hãy sử dụng để có cuộc sống hạnh phúc hơn nghe không? Mẹ ơi mẹ. Ủa? Hả? Cái gì đây? Trời đất ơi, chỉ là một giấc mơ thôi. Hả? Nhưng mình lại có cảm giác mình đang cầm cái thứ gì đó trên tay thì phải. Không lẽ là... Ôi trời đất ơi! Lại là mày! Màu vàng à! Thiệt là cái con mèo nhỏ đáng ghét này! Bà xã ơi, em bình tĩnh lại đi! Nó làm như vậy chắc chắn là để trả thù em đó anh! Không phải đâu, anh nghĩ nó làm vậy là muốn tặng quà cho em vì em đã chấp nhận nó ở lại đây mà thôi. Bà nói đúng đó mẹ ơi, con có đọc trong sách thấy người ta nói mèo bắt chuột tặng cho chủ nhân chính là để cảm ơn đó mẹ. Con đừng có nói nữa, sách mà con coi chỉ là truyện tranh hư cấu. Lần sau không biết nó sẽ tấn công hay là khiến cho mẹ tức chết nữa đây. Không nói nhiều nữa, ngày mai mẹ sẽ bán nó cho cửa hàng động vật, mẹ chịu như vậy là đủ rồi. Con ghét mẹ lắm. Mẹ. Thank you.
Không được, không được, không được, mình phải vững vàng. Được rồi, tao sẽ cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi bán mày đến cửa hàng động vật. Là 10.000 won. Nó chắc chắn sẽ là của mình. Hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mẹ? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa, con nữa. Mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa, hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau. Làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Sau đó cho vào một chút bột phèn. Nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Dạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màn bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại. Màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow. Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền đó. Coi chừng lớp màn bọc bung ra đó. Bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy.
tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhổ móng tay vậy? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Hu đã nói hay sao? Hả? Bạn đã thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Tự nhiên vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Hàn Nhân Vin, Hàn Man Bố. Rốt cuộc người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhộn được bộ móng tay. Bất quá thì đêm nay mình không ngủ. Tuyệt đối không được ngủ. Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mình nhất định phải tỉnh táo mới được. Tức quá. Được rồi, mặc dù không thể tìm ra được người đó là ai, nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? Tại vì mình bị té đó mà. Hả? Nhiều người đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê trời ơi, con mau qua đây, mẹ cắt móng tay được đâu. Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại hay không? Cái con bé này. Thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho cha đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi không yên bút, bộ móng tay của mình sẽ bản tin tiếp theo. Hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myung Bok đã
đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn. Cái gì chứ? Ồ, hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myung-bok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. À, sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. À, đó là Hong Myung-bok. Anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Gol! Yeah! Anh ấy thật là tuyệt vời. Cầu thủ Hong Myung-bok đã làm được rồi. Cầu thủ Hong Myung-bok, anh ấy thật là tuyệt vời. Ra là vậy, tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Hong Myung-bok sao? Ờ, nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Ờ, Jadu à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không có ai giữ được bộ móng đâu. Ờ, gì vậy? Sao Jadu lại khóc? À, chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Móng nhuộm của mình vẫn giữ được nè. Gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là, sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha. Bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Hả? Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật. Chạy ngược chiều gió như vậy làm tốc độ của mình giảm đi nhiều quá, không kịp mất. Jadu hả? Bạn bị trễ 5 phút rồi đó. Mình biết rồi, chỉ tại cơn gió ác độc kia thôi. Đây là cái gì vậy chứ? Mối tình đầu của mình. Minji à, cái này cho mình hả? Cái này mình cũng không chắc nữa. Lúc mình vô đã thấy nó ở trên bàn rồi. Nhưng nhìn màu sắc có lẽ là thư tình. Bạn nói là thư tình sao? Gửi cho mình hả? Không biết là ai gửi ha. Ủa? Sao kỳ vậy? Trên này đâu có viết cái gì đâu. Nhưng nó ở trên bàn của bạn thì gửi cho bạn rồi còn gì. Để mình xem thử coi. Mình đã nhìn thấy bạn vào ngày chúng ta bắt đầu học kỳ mới. Bạn là một thiên thần tuyết. Trời ơi, mình nổi da gà khắp người luôn rồi nè. Thành phố này là một hòn đảo đơn độc. Giờ mình là Robinson Crusoe. Mình thấy rất cô đơn. Xin hãy là tình yêu duy nhất của mình. Thôi đi, đây là cái quỷ gì vậy chứ? Lá thư lãng mạn quá đi. Jadu à, mình ghen tị á. Ghen tị hả? Mình còn không biết cái tên thần kinh này là ai nữa. Có cảm giác như đây là một trò chơi khăm vậy. Mặc kệ là ai, mình cũng phải tìm cho ra bằng được. Chờ đã, nếu đó không phải là một trò chơi, vậy thì người gửi có thể là ai được chứ? Thử nhớ lại xem, hình như mấy ngày trước Đôn Đôn đã giờ ra chơi hôm đó, mình đang chơi nhảy dây với nhóm bạn thì... Chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, nên mình không biết phải làm sao, cũng không kịp tìm ra thủ phạm nữa. Hôm đó, bạn ấy cư xử không giống như ngày thường. Nghĩ kỹ thì Danny cũng đáng nghi lắm nè. Cho Jadu cảm ơn nhiều nha.
Hôm đó mình đã thật sự nổi điên lên vì cái bút chì duy nhất của mình đã bị hư mất. Là ai hả? Ai đã làm gãy ngòi viết của mình vậy chứ? Shadow ạ. Nghĩ kỹ thì ngày hôm đó bạn ấy cũng không giống như thường ngày. Còn nó nói về sơn hôn thì... Mỗi khi mình trở thành đối tượng bị các bạn trong lớp châm chọc do dính phải những trò đùa quái quăm thì... Là ai hả? Ai dám kéo ghế của mình? Để mình đỡ bạn vậy. Mặc dù sơn hôn vẫn luôn tốt bụng như vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy hôm đó bạn ấy rất là kỳ lạ. Rốt cuộc người đó có thể là ai kia chứ? Dạ. Trời ơi, bạn ấy bị cái gì vậy chứ? Khoan đã, không lẽ là vô sức? Cho cha đu, cảm ơn nhiều nha. Cái tình đáng ghét, tuyệt đối không phải là cậu ấy được. Chà đô à, có chuyện gì với bạn vậy? Đây chắc chắn là một trò chơi khăm. Đúng rồi, nhất định là vậy. Làm gì có ai thích nổi mình chứ. Nhưng mà mình cũng dễ thương lắm chứ bộ. Đúng rồi, cũng có thể là ai đó đã thật sự cảm mến mình, cho nên cái này thật sự là thư tình, đúng không? Chị cha đưa em nói nè, em còn nhiều bài tập phải làm lắm. Phải, em cũng có nhiều bài tập lắm. Bài tập của mấy đứa quan trọng hơn chuyện này sao? Chị chỉ muốn có làn da đẹp giống như em thôi, Mimi à. Sao mình có cảm giác da mặt căng quá vậy ta? Nè, chơi Mimi. Em thức dậy đi. Chắc mặt nạ cũng được 10 phút rồi đó. Chắc chưa đâu chị. Chị ơi, em xin lỗi. Sao vậy chứ? Vẫn chưa hết giờ hả? Cần để lâu hơn sao? Không phải vậy đâu, đã hơn 2 tiếng rồi. Cái gì? 2 tiếng rồi. Trên ghi chú nói là cái này không được để quá lâu. Nó không chịu bông ra hả? Em nghĩ nó đông cứng lại luôn rồi. Đau. Đau quá. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, tróc da của chị bây giờ. Khoai tây đâu hết rồi? Kỳ quá vậy ta. Rõ ràng hôm qua mình đã mua rất nhiều mà. Nè, mặt của con bị sao vậy? Dạ. Ủa? Dạ không có gì đâu. Chắc là con bị nổi mụn đó mẹ ơi. Mới bay lớn mà đặt có mụn rồi. Nếu tối nay các bạn có hẹn với ai đó ra ngoài, tuyệt đối đừng quên trang bị cho mình một cây dù. Từ khoảng chiều và tối sẽ bắt đầu có mưa. Mẹ ơi, tụi con đi học đây. Chờ một chút. Tối nay trời mưa đó, hai đứa nhớ mang theo dù. Thôi, con không mang theo dù đâu. Khoan đã, nhà mình chỉ có 2 cây dù thôi. Một cây là đồ cũ, cây bị gãy gọng và còn có lỗ thủng nữa chứ. Và cây còn lại là cây dù gấp tự động, màu sắc trang nhã mới được mua gần đây. Chị lấy dù mới. Nó là của chị. Thấy chưa? Chị chơi xấu quá đi. Vậy hả? Vậy nhận nó cho em nè. Có thật không? Công nhận cái dù này hay thiệt đó. Trời cha đu, con đủ rồi đó. Đừng có bày trò chọc ghẹo em gái của mình nữa. Con không mau, đi học đi. Dạ, con đi liền đây mẹ ơi. Bạn đã đọc thơ của mình chưa?
Hình như đây là giọng của Sơn Móc mà. Gì vậy chứ? Đó là thư của bạn gửi hả? Thật sự xin lỗi nha, mình không mong đó là của bạn chút nào. Cha Đu à. Bạn không cần phải ngại ngùng gì hết. Mình thật sự không có ý gì đâu. Con trai ai mà không thích bạn nữ xinh đẹp. À, không phải đâu, mình thật sự không có. Giờ bạn đừng có nói cái gì hết. Trả lời đi, bạn đã thầm mến mình bao lâu rồi? Không phải, lá thư đó mình gửi cho Minchi chứ không phải cho bạn. Đúng rồi, tất nhiên là phải gửi cho Minchi. Bạn nói gì Minchi sao? Đúng vậy, mình thật sự rất rất thích Minchi. Cái không phải là mình, mà là Minchi hả? Cho mình xin lỗi nha Chadu. Hôm đó có một cơn gió thổi lá thư qua bàn của bạn, cho nên mình mới tưởng gửi cho bạn. Minchi ơi, bạn sẽ hẹn hò với mình chứ? Sao lại nói trước mặt người khác, làm mình ngại quá à. Tụi mình vẫn còn nhỏ lắm. Sao hai bạn dám? Nếu muốn hẹn hò thì đi chỗ khác mà hẹn hò đi. Cả lớp đứng dậy. Chúng em cả lớp. Nhanh lên, nhanh lên. Về thôi. Mưa to quá. Thôi chết, mình quên mang dù rồi. Cẩn thận nha. Chadu à. Hả? Bạn có mang theo dù hay không? Có, mình để bên kia kìa. Hả? Hả? Sao không có chứ? Cái dù của mình đâu mất tiêu rồi. Ai đã lấy nó hả? Trời ơi, cái dù đó mắc tiền lắm luôn á. Hồi sáng nay mình thấy Jun Sết lấy cây dù của bạn đó Chadu. Cái gì? Lee Jun Sết. Mưa tạt vô mình nè Chadu à. Jun Sết, chờ tới lúc bắt được bạn mình nhất định sẽ cho bạn biết tay. Nè Lee Jun Sết, bạn lấy dù của mình có đúng không? Mau trả lại nó cho mình đi. Mình giỏi quá nên lấy lộn trả bạn nè. Lý Dân Sớt, bạn thật sự chán sống rồi có đúng không? Nếu đã như vậy thì... Thật ra thì mình làm những chuyện rắc rối này chỉ để được gặp bạn thôi Chadu à. Dạy nhất là mình đã chuẩn bị một số thứ thật đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Ngày hôm nay mình nhất định sẽ bày tỏ tình cảm thầm kín đã dành cho bạn bấy lâu nay. Chadu à, bạn định đi đâu vậy hả? Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mẹ ơi, cứu con. Cứu con trời ơi. Hả? Nè, Lý Danh Sức, đừng có nói là bạn định dùng cái này để... Đúng vậy, là mình làm đó. Thật ra mình muốn thử. Bạn định dùng cái này để nguyền rủa mình có đúng không? Không phải. Không phải đâu Chadu à. Chadu đúng là chậm hiểu quá đi. Ai đánh mình mà. Ây da, mình không có nguyền rủa bạn. Ây da, đừng có đánh mình mà. Cao Trúc ở đây sắp được rồi đó. Ồ, sắp được rồi nè. Chuyện gì vậy ta? Nóng hạt dẻ này mà nướng lên chắc chắn sẽ ngon lắm chứ mà coi. Nè, mấy bạn tránh ra đi. Để mình hái cho. Mình sẽ cho các bạn thấy kỹ năng leo cây của mình. Nếu bạn không thể giới tới thì đừng có cố gắng nữa Chadu. Tức ghê á, phải chi tay của mình dài hơn một chút nữa. Nếu mình là người lớn thì hay biết mấy. Các em ơi, mấy đứa đang làm cái gì ở đây vậy? Nhanh lên, mọi người đi hết rồi kìa, đi mau. Ha ha ha.
Giờ cô điểm danh nha. Sơn Hun, Yun Sức, Min Chi, Ân Huy, Đôn Đôn, Đan Ghi. Ủa, Cha Đu đâu mất rồi? Đói bụng quá đi. Chắc tại hồi nãy mình nhảy hơi nhiều. Mình ăn hết rồi mà vẫn còn đói lắm luôn. Không biết quanh đây có gì không ta? À, đó là trái gì vậy? Mình chưa từng thấy trái này bao giờ. Cha Đu à, em đang làm cái gì ở đây vậy? Cô ơi cô, em mới hái được trái này nè, ăn cũng ngon lắm. Cô có muốn thử không cô? Hả? Cha Đu à, em không nên ăn những thứ mà mình không biết rõ. Nhưng mà em thấy trái này có vẻ đặc biệt lắm đó cô. Cô đừng lo, thử ăn một miếng đi ạ. Cảm ơn. Thành người lớn mà. Cha Đu à. Cô Ly, cô đây rồi. Hèn, đã đến giờ cho tụi nhỏ đi tìm kho báu. Chúng ta mau đi thôi. Đi tìm kho báu sao? Được thôi. Quá, đẹp quá đi à. Min Chi ơi. Em chào cô. Bụi cây này là nơi cất giấu dễ nhất của trò truy tìm kho báu. Em nhớ cho kỹ nha. Dạ. Các học sinh sẽ cùng chơi trò đi tìm kho báu, nên trước tiên em cứ giành giải thưởng, cô trò mình sẽ chia nhau ha. Được chứ? Cô đang định làm gì vậy? Cô giáo à, cô là giáo viên mà, sao cô có thể làm vậy chứ? Trẻ con thì biết cái gì chứ. Em không nên xen vào chuyện của người lớn. Cô nói cái gì chứ? Tức quá. Min Chi ơi, bạn nên tham gia trò chơi này một cách công bằng mới đúng chứ. Cha Đu à, mình vẫn chưa làm cái gì hết mà. Hả? À không, ý của mình là từ trước tới giờ mình rất ghét mấy trò gian lận như vậy. Nhưng điều làm mình thất vọng nhất là tại sao hai người lại nghĩ mình sẽ làm chuyện này chứ. Dương Sắc à, em thấy làm sao? Có phải cô rất tuyệt vời không? Dạ, đúng đúng, cô tuyệt vời lắm. Nhưng cô leo cây chỉ để nói vậy với tụi em thôi hả? Không phải, cô chỉ muốn hái thiệt là nhiều hạt dẻ thôi. Cô Ly à, cô mau dừng lại đi. Cô kia, cô đang làm gì trên đó vậy hả? Không thích, em không muốn về nhà. Em còn nhiều thứ phải làm lắm. Cô ơi, không được. Nếu để em đi một mình, em chỉ toàn gây thêm rắc rối thôi. Con đã về rồi đây.
Ôi trời, sao hôm nay con nhà mình lại lễ phép quá vậy ta? Trời đất ơi, cô giáo tới chơi. Chào cô, có chuyện gì mà cô lại đến tận đây vậy cô? Có phải cha đu nhà tôi đã gây ra rắc rối gì nữa không cô? Dạ, không phải đâu. Thực ra hôm nay nhà của cô ấy đang xây sửa lại nên cô không có chỗ để ngủ. Chính vì vậy con đã mời cô tới nhà của mình. Cho cô ở lại một đêm nha, được không má? Con kêu má sao? Được chứ. Xin mời cô, hy vọng là cô không chê nhà nhỏ. Tới giờ xem hoạt hình rồi. Vậy thì tôi coi tivi một chút á. Không ngờ làm người lớn lại tuyệt vời tới như vậy. Bà, cô giáo ơi, cô coi tivi nhân tiện chờ tôi làm cơm tối luôn nha. Chắc là cô đói lắm. Phải, trưa nay tôi gần như không ăn gì cho nên bây giờ tôi rất là đói. Cảm ơn chị nhiều lắm. Tuy không nhiều lắm nhưng mà cô cứ ăn tự nhiên. Tôi thấy rồi, đúng là đồ ăn nhà chị không được nhiều cho lắm. Chị có thể cho tôi thêm xúc xích được không? Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua ăn vẫn còn. Không nói tôi quên mất. Mời cô. Cô giáo ơi, tối nay cô hãy ngủ trong phòng này nha. Cảm ơn, tôi thấy rất là hào hứng. Được rồi, cũng trễ lắm rồi, chúng ta nhanh đi ngủ thôi nào. Sao cô của chị kỳ quá vậy? Không biết, bình thường cô giáo đâu có vậy đâu ta. Mấy đứa, nhỏ tiếng thôi để cho cô nghỉ ngơi. Chị thấy không được khỏe cho lắm, không biết nhà vệ sinh ở đâu vậy em? Dạ, ở bên kia kìa. Vậy hả, cảm ơn em. Chị ấy cũng kỳ lạ nữa. Tôi nghe đây. Ôi, xin chào mẹ Đôn Đôn hả? Chị nói cái gì? Cô giáo Ly sao? Thật ra bây giờ cô giáo Ly đang ở nhà của tôi đây nè chị. Thiệt là hay quá đi. Cô giáo ơi, tôi nghĩ bây giờ cô nên đến trường học đi. Để làm gì? Hãy trước mặt bọn trẻ mà cô ấy lại trèo cây như vậy. Con của tôi đã bị vỏ của quả ốc chó làm cho bị thương đó. Tại sao một giáo viên có thể làm ra những chuyện như vậy được? Thật là không ra thể thống gì hết. Tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi cho hỏi, đây có phải là trường mà cô giáo Ly đang công tác hay không? Đúng vậy, cô Ly dạy ở đây, tôi có thể giúp gì không? Sáng nay, giáo viên của quý trường đã trèo cây và hái trái ở công viên quốc gia. Cô ấy thậm chí còn làm gãy một cành cây và rung lắc nó quá mạnh nữa, không thể chịu được. Hành động của cô giáo Ly đã vi phạm quy định của công viên quốc gia. Cô ấy cần phải theo chúng tôi về sở để viết lời khai chi tiết. Có lẽ cô ấy cũng sắp tới rồi, vậy nên các anh làm ơn. Cô Ly, cô tới rồi sao? Cô giáo Ly, mời theo chúng tôi. Cô Ly, mau đứng lại. Cô Ly, đứng lại mau. Ôi trời ơi, bụng thoải mái quá. Ủa, con bé ngủ rồi sao? Yên ắng thiệt đó. Mẹ ơi, cứu con. Cô Ly, cô sao vậy? Con là trai. Chuyện gì thì em cứ nói cho cô biết. Cô giáo chính là chị Cha Đu sao? Nói vậy nghĩa là em đã trốn mọi người và chạy về đây sao? Dạ. Cô ơi cô, mình mau ăn cái này và quán đổi lại như cũ đi cô. Em nói cái gì? Em chính là người đã gây ra tất cả những rắc rối này mà. Không được, em hãy tự giải quyết đi. Cô ơi, giờ cô ăn đi cô. Nhưng mà cô phải giải quyết chuyện này như thế nào chứ? Chào thầy, thầy hiệu trưởng. Em
Nhìn em vui chưa kìa. Nếu biết như vậy, tại sao ngay từ đầu em không chịu hoán đổi lại? Dạ, em xin lỗi cô nhiều lắm. Em cứ nghĩ là người lớn thì em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Không phải đâu. Làm người lớn nghĩa là có những thứ em muốn mà không thể làm. Làm người lớn nghĩa là phải có trách nhiệm với những gì mà mình đã làm. Dạ, em không hề biết để làm người lớn lại khó như vậy. Chúng ta mau qua đó tìm đi. Cô ơi cô, chúng ta phải chạy nhanh lên mới được. Tôi thành thật xin lỗi. Ôi trời, lẽ ra cô không nên làm vậy chứ. Cô phải biết là cô có thể sẽ bị phạt nặng đó, cô Ly à. Chú cảnh sát ơi, chú đừng phạt cô ấy có được không? Tất cả là lỗi của con chú ơi. Cô bé à, con nói vậy là sao hả? Cái đó thật ra là một tai nạn nhỏ đó chú. Và để chuộc lỗi, con có thể viết 100 lần lời xin lỗi được không chú? Đây chính là phiên bản mới nhất đó Minchi à. Phải, mới vào tới sáng nay luôn. Nội dung mới nhất đó hai đứa. Mình cũng muốn đọc nữa. Con sẽ lấy cái này. Ông ơi, con có phiếu thưởng nào. Đáng ghét, thiệt là ganh tị. Đùa của cha Đu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trời cha Đu, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần đi về nhà là phải lấy hộp cơm ra, sao không bao giờ nghe lời mẹ hết vậy? Chuyện đó bây giờ không quan trọng đâu mẹ ơi, con đang rất là giỏi đó. Mẹ ơi, con cần thêm tiền tiêu vặt ạ. Con cần mua cuốn truyện tranh mới. Tiền tiêu vặt? Con còn một đống truyện quăng ở trong phòng kia kìa. Mau vào trong đó dọn đi. Nếu như con dọn dẹp, mẹ sẽ cho con tiền chứ. Hay quá ha. Tại sao mẹ phải cho con tiền để mua cái đống truyện đó làm gì chứ? Con ghét mẹ lắm. Con sẽ không dọn dẹp đâu. Đúng là khổ thân tôi. Ước gì có tiền từ trên trời rơi xuống thì tốt biết mấy. Chị đừng có nằm đó, trời đợi dẫn may tự nhiên tới với mình chứ. Em đang nói gì vậy hả Mi Mi? Nếu như chị thật sự muốn điều may mắn tới với chị thì chị phải thực hiện điều gì đó mà chị cảm thấy xứng đáng mới được. Được thôi, nhưng mà bằng cách nào? Chắc chắn. Ủa, đó là cái gì vậy? Đây là câu chuyện em định gửi lên cho chương trình trên radio. Cái này em gửi cho chương trình Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Sống thực tế một chút đi. Nếu như câu chuyện của em được lựa chọn, phần thưởng sẽ là phiếu thưởng á. Trời ơi, đáng lẽ em phải nói sớm hơn một chút chứ. Cái này không được, không được, không hay một chút nào hết á. Chúng ta phải làm gì đây? Đúng là không có chuyện gì đơn giản hết trơn á. Tại sao viết có một câu chuyện lại khó khăn tới như vậy chứ? Mình nghe trên radio thấy dễ lắm à. Chị cho đưa ơi, hay là chúng ta cùng hợp tác viết một câu chuyện thôi được không? Nếu như câu chuyện của chúng ta được chọn, chúng ta có thể chia đôi phần thưởng đó. Chia 3 và 2 nha. Được thôi, dù gì thì em cũng chỉ cần có 2 phiếu thôi mà. Được rồi, để xem tụi mình viết được bao nhiêu rồi ha. Em viết về chủ đề gì vậy hả? Gì vậy? Gì vậy chứ? Chúng ta không thể nào kể về những chuyện về gia đình của chúng ta được. Cả nước đều sẽ nghe thấy hết luôn đó. Chúng ta không thể nói là ba ăn ở rất là bừa bộn được. Và cũng không thể nói mẹ của chúng ta rất là keo kiệt. Nhất định sẽ không được chọn đâu. Hay là vậy đi, chúng ta kể một câu chuyện về một gia đình hạnh phúc, có ba đứa trẻ và người cha rất tuyệt vời và một người mẹ rất thông minh. Nghe cũng được đó. Chúng ta mau bắt tay vào viết thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu.
bao giờ sẽ công bố kết quả đây? Sẽ có sau cái này nè. Đó là một bài hát rất hay. Và bây giờ là chương trình nổi tiếng nhất, chương trình Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Và đây là câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Hả? Các con đang nghe gì vậy? Tuần này chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu chuyện, toàn là những câu chuyện hay. Và người thắng cuộc chính là Joy Cha Dân. Joy Cha Dân. Thôi bỏ đây. Mình đã hào hứng vậy mà. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Mau nói cho bà nghe coi. Ba ơi ba, ba có thể cho tụi con tiền tiêu vặt được không? Nha ba. Bye ba. Các con à, ba cũng rất muốn cho các con, nhưng mà trong người ba không bao giờ có một đồng nào hết á. Kể cả trong những lúc khẩn cấp rất cần tiền đi nữa, ba rất xin lỗi các con. Nếu như không có tiền, họ sẽ bán hết những cuốn phiên bản mới nhất mất. Chị Cha Đu, mình cần phải có một kế hoạch khẩn cấp. Kế hoạch khẩn cấp? Tất cả những câu chuyện được chọn trong chương trình đó từ trước tới giờ đều là những câu chuyện rất là hay và có nội dung rất kịch tính và hấp dẫn. Đúng vậy đó, chính vì vậy mà chúng ta không được chọn. Em có một ý tưởng này rất là hay. Mimi à, chị nhắc nhở với em là chúng ta không có nhiều thời gian đâu đó. Người ta nói bắt chước là sự bắt đầu của sáng tạo mà. Hãy lấy ý tưởng từ những điều này đi. Mấy đứa im lặng chút đi. Mẹ đang coi cái đoạn này gay cấn hấp dẫn lắm đây nè. Cả hai đứa con đừng có ở đó mà cãi nhau nữa được không? Sự thật thì các con chính là... Là anh em. Anh em nhưng khác mẹ. Ủa, làm sao mà con biết được, hay quá vậy? Có gì đặc biệt đâu mẹ. Ủa? Mẹ ơi làm ơn. Mẹ ơi làm ơn hãy cho chúng con cưới nhau đi mà mẹ ơi. Bà ấy chính là mẹ của cô ấy. Xin lỗi con, thật ra ta là mẹ của con đây. Thôi tắt tivi đi. Đã đến giờ con phải đi đọc sách rồi đó. Hôm nay xem tivi như vậy là đủ rồi. Hay quá, chị đã nghĩ ra một cách rồi Mimi à. Em mau đi với chị đi, nhanh lên. Dạ được, em biết rồi. Nè Baby à, từ lúc nào mà em hiểu biết về tình tiết mấy phim trên tivi hay vậy? Hay thiệt đó nha. Em biết trước hết những gì người ta sắp nói ra luôn. Em cũng không biết nữa. Em lúc nào cũng xem những chương trình này với mẹ. Và rồi một ngày em có thể biết trước được nội dung. Vậy thì nếu như em cũng cùng phụ hai chị viết truyện thì đây sẽ là một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn, có đúng không nào? Viết truyện? Không phải, chỉ là mấy câu chuyện hài hước thôi. Baby à, bây giờ cứ bắt đầu từ từ theo ý của hai chị nói nha. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có ba chị em. Rồi sao nữa, mẹ của họ thì như thế nào? Có một người mẹ kế già xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt họ hết. Và sau đó thì sao? Những đứa trẻ sau này sẽ có hạnh phúc. Chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ xấu? Người mẹ độc ác sẽ bị trừng phạt. Em thiệt là thông minh đó Baby. Ôi đứa em yêu quý của chị, thiên thần của chị. Em lo quá. Bây giờ là chương trình Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ai sẽ là người thắng cuộc và nhận phiếu quà thưởng đây? Đây là kết quả của ngày hôm nay. Đọc câu chuyện này đã làm con tim tôi tan vỡ và làm tôi rất là xúc động. Nó đã khiến tôi phải khóc bởi vì nó rất là chân thật. Câu chuyện này được viết bởi khán giả có tên là Joy Chadu. Câu chuyện Ba Chị Em. Sau đây là nội dung câu chuyện. Tao im lặng đi nè, lắng nghe chú đó đọc chuyện của mình kìa. Thật ra thì chuyện gia đình của chúng con là một câu chuyện rất ly kỳ. Nhìn bên ngoài, gia đình chúng con có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Đó là bởi vì người mẹ kế của chúng con. Mẹ kế của chúng con bình thường thì đối xử với chúng con rất là tốt. Nhưng mỗi khi ba chúng con không có nhà, mẹ thay đổi hoàn toàn. Mẹ lúc nào cũng bắt chúng con làm việc nhà, lúc nào cũng la mắng chúng con. Chúng con đã định nói với ba, nhưng không muốn ba buồn, nên đã giấu sự thật này, với hy vọng một ngày nào đó chúng con có thể sống hạnh phúc. Cha Đu à, chú có thể cảm nhận được tình cảm của con dành cho ba và các em. Đừng mất niềm tin và hãy chờ đợi, chú sẽ gửi cho con những tờ phiếu thưởng. Gì đây, hai đứa đang làm gì đó? Mẹ đứng đây từ khi nào vậy? Mẹ à,
có, mẹ đã nghe rồi. Trời đất ơi, không thể hiểu nổi. Đúng là một bà mẹ kế tồi tệ mà. Mẹ thấy thương cho mấy đứa nhỏ đó quá. Hai đứa. Dạ. Hai đứa hãy thấy mình là người may mắn. Ngoài kia còn có những đứa trẻ bất hạnh. Mặc dù có người mẹ tồi tệ, nhưng lúc nào cũng hy vọng vào cuộc sống. Mimi ơi, hình như là mẹ vẫn chưa nghe tới chỗ nhắc tên của chị đó. Thiệt là may mắn quá đi. Đúng là may mắn thiệt. Em là muốn chết luôn á. Hai chị, em đã nghe thấy hết trên radio rồi đó. Ê, Mimi à, có gì đâu chứ. Mẹ ơi. Của em nè. Của em. Mấy đứa à, mẹ chưa thấy cái này bao giờ hết. Làm sao tụi con có nó được? Mình đâu có đặt hàng gì đâu ta. Đây là những món quà được gửi đến từ khắp nơi. Quà từ khắp nơi sao? Chắc là anh lộn rồi. Chúng tôi không có. Đây là những đứa trẻ rất ngoan. Nhớ đối xử tốt với chúng đi. Cái gì? Dạ cảm ơn chú. Dạ được rồi, chào chú. Chắc con là cha đu có phải không? Chú đã được nghe câu chuyện thương tâm của ba chị em con rồi. Ghé xem đi chị ơi. Ba bên đây nè. Mời, xin mời. Ngon lắm đây. Chị bán cho tôi một miếng đậu hũ. Không bán. Tôi không tin được chị là một người tồi tệ tới như vậy. Tôi không bán đậu hũ cho chị đâu. Cái gì? Tại sao lại không bán? Chúng tôi đã nghe câu chuyện về chị rồi. Cha đù à, chắc con phải chịu đựng nhiều lắm với một người mẹ như vậy có đúng hay không? Mẹ của cha đù à, sẽ có ngày chị bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Trời ơi, những đứa trẻ này thì có tội tình gì. Hãy cầm cái này và chia cho các em của con đi. Cha đù à, con có thể đến đây lấy bất cứ khi nào chị em con cảm thấy đói bụng. Rồi cha đù, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Dạ thầy. Thôi là cái người đó đó. Ôi trời đất, thật là một con người tồi tệ. Không phải đâu, mẹ của con không phải là một người mẹ tồi tệ đâu mà. Mẹ là một người mẹ rất tốt. Khoan đã, xin hãy nghe con nói đi. Cô đã nghe tất cả câu chuyện của con trên radio rồi. Mẹ của cha đu à, không thể tin nổi, chị không nên là một người như vậy. Ủa? Là ai làm vậy? Đừng làm mẹ của con đau mà. Câu chuyện đó chính là do con đã bịa đặt ra thôi. Chính là vì tụi con muốn nhận được phiếu thưởng để mua quà, đều tại con hết. Có chuyện gì đang xảy ra đây vậy chứ? Bộ đây là trò đùa của mấy đứa nhỏ thiệt hay sao hả? Bọn trẻ dạo này thiệt là hết nói. Dạ con xin lỗi chú nhiều lắm. Xong chưa vậy? Rửa hết đống chén đó xong rồi thì đem đồ đi giặt đi. Mẹ ơi mẹ, con còn có bài tập phải làm nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ mà, con xin lỗi. Con là ai? Ai là mẹ của con chứ? Thôi đi mà mẹ. Mẹ không có đứa con gái nào hết trơn á. Mẹ ơi mẹ. Hai đứa đang làm cái gì đó? Còn biết bao nhiêu việc chưa làm xong kìa. Mẹ ơi, tụi con xin lỗi mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
줄 거야.